Ngày 30 tháng 11, tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2024 tại xã Emetro, huyện Chư Mờ Ga. Chương trình tình nguyện mùa đông không chỉ là những hoạt động chia sẻ vật chất mà còn là sự lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự chung tay của cộng đồng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk đã triển khai 5 công trình thanh niên và các hoạt động như khám bệnh, phát thuốc cho 300 người dân, trao tặng 2 nhà nhân ái, 1 công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1 km, thư viện gấu bông, 1 công trình số hóa, khu di tích lịch sử buôn căn cứ cách mạng, trao 20 suất học bổng, 20 xe đạp, 70 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã với trị giá hơn 400 triệu đồng.